Nghe nói nhà ngươi náo động thiên cung, đập phá thành quách, hỗn chiến với chư thần là cớ làm sao? Ngọc Hoàng là vua trên trời lâu rồi, sang năm đến lượt lão tôn. Ngài mau bảo Ngọc Hoàng rời khỏi thiên cung, nhường ngai vàng cho ta. Còn Hầu Tinh này, ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu mà định chiếm thiên cung? Ta có nhiều tài lắm. Lão tôn đã tu luyện thành trường sinh bất lão, thông thạo 72 phép biến hóa, nhíu một cái bay 18,000 dặm, tại sao lại không được ngồi vào ngai vàng? Chăm nghe không bằng mắt thấy. Ngươi nói ngươi có phép tân đầu vân bay vút bốn phương trời, nhưng ta không tin lắm. Ngài không tin thì hãy xem đây. Khoan, ta và ngươi hãy đánh cược. Nếu ngươi cân đầu vân mà thoát khỏi bàn tay ta thì coi như ngươi thắng. Ngọc Hoàng sẽ phải nhường ngai vàng cho ngươi. Còn nếu không thoát khỏi bàn tay ta thì quay về hạ giới tu luyện thêm, không được đến đây làm loạn nữa. Như Lai, một lời ngài nói ra là tứ mã nan truy. Nếu ta thoát khỏi bàn tay của ngài thì ngài phải bảo Ngọc Hoàng nhường lại thiên cung cho ta nhé. Được thôi, đến lúc đó đừng có hối tiếc. Không hối, không hối.